3 triệu. Chốt không? Bảo nếu 3 triệu 2 lấy được chứ. 3 triệu 2 bán không anh? 3 triệu 2 nếu lấy thì em lấy. Anh xong em bớt, đi mua con mới. Mua về 3 triệu 2 bán 3 triệu 2 chứ người ta bảo là thằng bản ngồi nhưng biết bán gì. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là cháu Quyền đang có mặt ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày chợ phiên của huyện hiện tại cháu Quyền đang ở. Và ngày này thì được bà con mang những cái sản phẩm của bà con tự trồng được mang ra chợ phiên để bán. Và cũng có những con vật nuôi như dê, bò, lợn, gà và cũng được bà con mang ra đây để bán. Thì như cô bác cũng đã biết rồi, hiện tại thì anh Phong cũng đã làm xong cái chuồng dê. Thì hôm nay cháu Quyền cùng với anh Phong là đi xuống dưới chợ phiên bán chợ bán các con giống như dê ấy các bác. Thì sẽ xuống dưới này để xem là có con dê nào nó hợp lý hay không. Thì sẽ cùng anh ấy xuống dưới kia để mua lấy 1 đến 2 con. Thế đằng sau đây là anh Phong ơi. Đây, ra đây. Lấy xe ra đây này. Đấy. Thưa các anh chị là hiện tại thì anh Phong cũng đã tự lấy xe của mình ra đến ở huyện đây được rồi. Đấy, anh ấy trong cái quá trình rèn luyện rất là nhiều. Cũng có cả những cái giai đoạn là ngã, nhưng mà hiện tại là cũng đi tự đi đây được các bác. Đấy. Cũng một lần nữa xin được cảm ơn những tấm lòng vàng của nhóm sư cô ở Lâm Đồng. Các cô đã gửi những tấm lòng của các cô đến với gia đình của anh Phong. Đây là món quà rất là to lớn và ý nghĩa của nhóm sư cô đã gửi đến cho gia đình của anh Phong. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi ăn sáng nhỉ? Ăn sáng chưa? Vâng, một tí vào trong kia mua dê xong một tí ăn xong nhỉ? Mua dê xong mới ăn gì? Vâng. Thế thì bây giờ sẽ đi xuống chợ gia súc để mua dê xong là anh em mình sẽ đi ăn sáng nhỉ? Vâng. Xe thì hiện tại là vẫn chưa lấy được biển các bác ạ. Vài hôm nữa thì sau khi mà họ làm xong thì họ mới gọi cho cháu Quyền để đi lấy. Anh tự sáng nay đi từ nhà xuống là mấy giờ? Hơn 5 giờ. À, hơn 5 giờ à? Vâng. À. Thế thì đi tự đi xuống cái chợ kia được không? Đông người thế này. Được. À, thế thì anh em mình xuống nhá. Vâng. Rồi. Còn bây giờ thì xin mời cô bác cùng theo cuộc hành trình của hai anh em cháu Quyền. Thưa các anh chị là hiện tại thì anh Phong là anh ấy đang đi mua một ít đinh nữa để về làm nốt cái chuồng dê. Đấy, đi hiện tại là đi xe rất là hoành tráng rồi. Tuy nhiên là đôi chân của anh Phong thì vẫn chưa được cải thiện các bác ạ. Nhanh thế. Ôi, ăn được phở bò không? Ăn phở bò không? Không ăn à? Thế đi ăn phở gà đi. Hả? Thank you.
Đây đi vào đây ăn sáng đã xong đi. Vâng. Túi kìa. Cái túi đấy là đi. Anh ơi, có phở gì đây anh? Anh có bún chó đây. À có mỗi bún chó đấy à? Bún chó, bún chó. À ui thế đi. Vâng. Em lại không ăn thịt chó rồi. Vâng, vâng trong đấy nhỉ. Anh phở đây. Vâng, vâng. Đi, đi sang bên này ăn đi. Ăn tạm mà đi mua dê đó, tí muộn đấy. Vâng. Hôm nay thì sẽ cho anh Phong là anh ấy đi ăn sáng đã. Cho em một bát phở đặc biệt nhanh ơi. Cho thanh niên này ăn phở. Có phở gà anh. Thế cho em hai bát phở. À có thịt lợn không? Hai bát phở thịt lợn đấy. À, thịt lợn thôi. Anh này là chưa được ăn thịt gà nhỉ? Vâng, anh ăn kia. Hôm nay là ngày chợ phiên các bác ạ, rất là đông luôn. Một giấy cái khu để ăn uống. Bên này toàn hàng phở thôi. Còn ở ngoài kia thì là người ta bán thịt lợn. Đấy, ăn phở xong là đi mua dê nhá. Vâng. Phở này là tự tráng các bác. Gạo đỏ luôn nương ở trên, người ta trồng ở trên nương. Ăn được hết hai bát này không anh? Ồ anh có được ăn được hai bát được một bát. Ăn một bát này à? Vâng. Cố ăn hai bát đi xong rồi em không ăn không nữa. Không được. Mỗi người một bát chứ. Thế thì mỗi người một bát nha. Vâng. Bây giờ xin mời tất cả các bác cùng sang với hai anh em. À, thưa các bác anh chị là hiện tại thì ở cái khu vực này là chợ gia súc của huyện Xín Mần này. Và ở đây thì người ta bán dê này, lợn và trâu bò rất là nhiều. Trâu bò thì bán ở phía đằng dưới kia. Còn dê với cả lợn thì ở bên này. Ui. Cái này không khóa được anh ấy. Xe kia một hòn đá nhỉ. Đấy hòn đá kia vào tí nó lại lăn đi ấy. Đấy. Bé thôi. Kim cái này chắc một tí mình lùi xong. Rồi. Con này 3 triệu anh. Đắt nhỉ. Peo có dê không? Peo có dê bán không? Có dê bán không? Tức là em bán bao bình con này. Đấy đi xuống dưới kia xem đi. Dưới kia kìa, có một con đang chửa sao kìa. Không em mua. Ở kia có một con, có cả con của nó kìa. Hỏi xem hai mẹ con kìa. Đúng rồi. Vâng. Một con nào? Đâu? Cặp đấy. Cặp đấy ba. Mua cặp này xem nào. À xếp cặp này nhá. Anh ấy đi vòng đằng kia đi. Phong ơi đi vòng đằng kia ra ra đấy. Anh Phong thì đi lại dắt vào bên này đi anh ơi. Đi vòng ra đường kia kìa. Đấy bên này thì bà con bán lợn con rất là nhiều này. Lợn cắp nách nhiều. Đấy. Nhà mình bán 3 con này à cô? À 3 con này là bao tiền đấy cô? Đấy lợn bản chuẩn luôn đấy. Sau này nó có tương lai. Mỗi con là 1 triệu mốt à? Con này đứa này anh lấy bao nhiêu á? 3 con là 1 triệu, 3 triệu mốt à? Đấy, lợn này về ăn mới ngon này. Bây giờ sẽ đi mua dê trước đã. Tí nữa mà có tiền thì vào đây mua lợn sau nhá chú nhá. Lợn rất là nhiều luôn. 3.3. Anh Phong thích vừa con nào chưa? Con này đây này. Con này bán bao nhiêu anh?
thì 33 thôi. 33, ui con này chắc tầm 2 triệu rưỡi đấy á. Ôi người. Mày có tiền cho dễ thế rồi. Có tiền đâu này, thanh niên này không có tiền này. Phải đưa đi mua dê để về nuôi mới có tiền. Em con này nó già chưa? Non mà. Con này mấy lứa rồi anh? 2 lứa. Hỏi anh này thì anh ấy buôn thì anh không nói gì đúng đâu. Anh nói rất chân thành luôn. Anh không biết tự xem à? Đấy. Để đi chọn thực phẩm nguyên liệu cho một bữa ăn. Nếu mà mua con này thì tìm thêm một con dê đực nữa anh à? Con này con đực rồi. Không thì mua con to không mà. Không thì mua 2 con dê dê cái đi. Dê đực thì không mua cũng được. Nhưng mà tùy thôi, bây giờ thích như nào. Mua 2 cái con dê đực thì con không có con giống. Hả? Là con này nhưng mà giá cả nó không hợp lý nhỉ? Giá cả nó hơi cao đúng không? Vâng. Nhưng mà cao á, có mua dê cái to. Có mà. 90.000 một cân. 2 con mẹ. Ở nhà có không? Có 2 con mẹ. À. To đấy, nhưng mà có mẹ là hơn 30 cân thôi. 30 cân thì nó cũng chưa đến 3 triệu. À. Già chết mấy con nhà ấy. Con răng cảnh chưa già đâu. Mà ổ chưa ra hết đâu. Ổ đi mì à. Mì mới sống tính cái gì mà. 2 triệu 7 à. Thế lấy 2 con dê cái. 2 con dê cái về nuôi thì để nó đẻ. Vâng. Hoặc là nếu mà mua một cặp. Mua này là mua cả đôi luôn đúng ạ. Vâng, nếu mua thì mua. Con hai con. Vâng. Nó đi kèm ấy, con mẹ. Cả con mẹ cả con con là nó vào. Con này 150.000 một cân. Nếu mua là con này bao tiền em? Mà lực của anh này thì nó bảo là hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu à? Vâng. Ok em. Thế là được cả cặp luôn đúng không? Con này nó phải hỏi cho chiều không bán. Ở nhà có à? Đẹp quá. Thế à? Đâu có ảnh không? Này là về là cho hai mẹ con anh Phương ơi, xem con này này. Xem con này có hợp lý không? Không, nhưng mà này cái ảnh này thì nó lại không phải là ban ngày cơ. Nếu mà mua cặp mà nếu giá cả nó hợp lý thì mua cặp này đi. Mua cặp thích cặp này gì? Ờ. Này con này nó lớn nhanh mà. Anh thích cặp này gì? Con nó nếu mà 1-2 tháng nữa là ok rồi. 3 lấy được. Hả? 3 lấy được. 3 triệu thôi. Cặp này đấy luôn. Anh Phong à, bây giờ anh giả con này, cặp này là bao nhiêu tiền? 3 triệu. Anh bán không? 3 triệu ấy. Nếu mà bán thì chốt bán luôn. 3 triệu em lấy đi. Cặp này anh bảo không bán. Bán được đâu. Thế bây giờ anh xuống một tí đi để anh Phong lên một tí. Chủ nó không đây đâu. Nhưng mà ôi, thế thì nói làm gì. 3 triệu được thì mình lấy đi. 3 mấy rồi. Anh thích con này anh Phong? Vâng, nếu cặp này nếu 3 triệu thì anh lấy. Cặp này 3 triệu là lấy đúng không? Vâng, dê này giống này phải là dê này không to mấy đâu. Con này là quái đấy anh nhỉ. Ôi, cứ ra. Đi bỏ mướn tay mà yếu cả. Chưa một thải à? Chưa. Đi tập văn thải chứ. Ông trứng à? Cái mới mới dân mi khái nhất tụi bộ. Có rất là nhiều dê. Anh bán không? Như lấy thì em nhốt vào trong lòng. Toàn dê cái rất là nhiều này. Một mẹ với hai con mẹ nó đẹp lắm. Nhưng mà đang nhưng mà được bao nhiêu tiền? 3 triệu anh lấy cặp. Cặp này à, mấy con này đắt đấy. Nó bỏ thêm cân. Tụi bữa này chỉ phải lấy áo. Cả tất á? Cả con cả con mẹ. Tụi này mới hát ở ấy. Chết à? Hả? Chết à? Ở nhà nó xa nhỉ? Xuống chiều chết đấy. Con này đang chửa anh. À chúa. Con này đang chửa. Con này đâu? Thêm 5 chục nữa. Bên này to hơn nhỉ? Hỏi xem là anh Phong thích con chú nào để anh ấy chọn đâu. Con này chú bán bao nhiêu? 2 triệu 7. Già chứ con này, thay răng hết chứ. Mơ mi cờ lưu gà mi nè. Con này là 2 triệu 7. Con này chắc già quá nhỉ. Hả? Ôi con này già quá. Con này nhìn sừng nó biết rồi. Vâng, mua con non. Mua con 3 triệu 3 này đi. 3 triệu 3 thì cũng được. Dây này bé mà. Con này chạy xe máy cho 3 triệu 2 đây, không bán đây. À, thế là 3 triệu 2 à?
lấy à? Lấy không? Lấy không? Chốt không? Bảo nếu 3 triệu, 3 triệu 2 lấy đi nhỉ? 3 triệu 2 bán không anh? 3 triệu 3. 3 triệu 2, nếu lấy thì em lấy. Anh xong em bớt, đi mua con mới mà anh. Mua về 3 triệu 2, bán 3 triệu 2 chứ người ta bảo là thằng bản ngò em biết bán gì. Đây bán cho mình chỉ dưới đây này. Chỉ dưới một con. Đó. Đây, thằng bảy không biết mua bán rồi. Đây, không ăn cỏ một cặp 2 nha. Đảm bảo dê con cỏ không lấy tiền. Bên này chắc 2 túi 1 triệu 2 ở kia cho dê. Thì bên tên mương tao đỏ. Món ăn lô. Ủa đỏ, ông này dù xuất đồ này mà nào. Đấy mà bộ con chữ 8. Không hả? Túi này mới khởi cỡ. Túi này chữ 8. Túi chữ 8, chữ 8. Ông bè nắp kéo ơi. Kéo. Túi này cỡ lên. Túi này tao 3 triệu lái xì chê. 3 triệu cơ lạ, đúng là 3 triệu 8 đúng không? Ôi dù, chơi mấy 3 triệu nghỉ đẹp đấy à, xét đây ấu luôn à. 3 triệu 8 đấy à. 3 triệu nghỉ khá đấy. 3 triệu nghỉ xét khá đấy. 3 triệu nghỉ xét khá đấy, đâu rồi, tôi đi dùng đấy đâu phải, đâu cho phải ấu chú. Lấy không, lấy thì cháu chuyển tiền cho luôn. Nếu lấy thì lấy tiền luôn. Ồ, khá mà lấy phải liếc cái đây mẹ. 3 triệu 2 có bán không? 3 triệu 2 nữa. 3 triệu 2 là sẽ mua cặp dê này để tặng cho anh Phong. Vâng. Nếu quyết định đi. Quyết định 3 triệu 3 nhá. 3 triệu 3, 2 triệu 3, 2 triệu 3. Không lấy tí sao bên kia mua đấy. Bên kia có 1 triệu rưỡi rồi. Đây là yên này yên đẹp hả? 3 triệu 2 đi. Vâng. 3 triệu 3 quyết đi. 3 triệu 2. Nhớ vào trong lòng anh cháu. 3 triệu 3 thì bán. Cặp này bao nhiêu đây em ơi? Nếu lại. Cặp này bao nhiêu? Nếu bán thì bán luôn. Hả? 2 triệu 3. 2 triệu 3 à? Thì xem cả cặp này nữa này. Lấy 2 cặp luôn. 2 cặp này luôn. Ờ. Nào có bán không chú? Bán thì lấy luôn này. 3 thì bán. Để xem nào. Thôi lấy đi anh. Con này. Anh Phong ơi. Đây. Anh Phong. 3 triệu 2. Lấy cả cặp kia với cả bên này nữa. Mua đi anh em ơi. Con này đâu mất rồi nhỉ? Chọc. Nó khỏi rồi. Con này nó bị cây chạy cây chọc ấy. Con này chắc là có vấn đề á, sao bán rẻ thế? Chắc có bán đấy. Thằng một đàn này em bán thế này, em mua. Ô mát, bán như thế này không được. Con này đúng bạn. Nga mấy chọc à? Cây. Ô bố ạ, đuôi hai bản ha. Mua đi. Mà nó như thế này cho là. Cô chẳng mấy cho mà phải màu chả ra chay tôi yếu đấy à. Cái cây nó trồng đây. Có cây trồng thôi, trồng một tí thôi. Dê mình bán rẻ mà. Con này bán 1 triệu dưới là con này con 2 triệu, 2 triệu này. Thầy cái cơ nó 2 triệu 3 rồi. Đây, mình có bán đắt rồi. Họ lọ ơi. Không lấy cái cặp kia à? Cặp kia 3 triệu 3 bán. Bán đấy à? Ừ. Nó lấy rồi. Ôi giời ơi. Nhà, không cả nhà tôi. Đó, con mẹ đấy, cả con mẹ cả con mới có 28 cân thì 3 triệu 3 nhá. Nhà tôi lấy 101. Bỏ lái bỏ. Đây em ơi, em đây có một con sắp đẻ đây này. Số mê chứ. Hoặc là hai con mẹ kia tôi chỉ bán cân 90 thôi, thực sự luôn. Dạ. Tôi điếm tay cầm cái tấm lụa này, biết ở tỉnh miếng tay mẹ. Dạ. Tôi điếm đấy ạ. Bán thải đi bơm lắm này. Nè, thế nó chờ đi tao ông ơi, chứ đồ mà cho khá đấy à, nấp đấy à. Thế chả bộ ngày luôn này à. Nếu phải số ăn thì bữa đấy lên ơn được. Ừ. Lăng lát này, ông chứ mấy này lát này. Có bé cả nhiêu mà bạn, cả nhiêu mi à, mi to là để hai con. Ừ. Hai xe mi, có một chiếc nữa mà. Có bé ngào, nó ngài luôn. Ừ. Ấy mà dù mà. Có bé à, có bé. Nè, mà lấy bé này phân mà nấy lòng đâu chứ à. Có bé là cái bên đi đi bên quản tiền với béo mà bên ô bồ cứ bị bắn đạn chơi đúng không chú nghe tổng cục tổng cục chơi đúng không cái khai cắt cờ lên liền à cứ mà tổng cục chết rồi bắn đạn cái đấy à bây giờ lấy con nào anh lấy hay con cặp này 5 triệu 6 là chúc do dịch à 5 triệu 6 là chốt đúng không? Không thế không vớt được 5 triệu rưỡi à? Không vớt được. Nhưng mà nó còn có 51 cân cải con mà. Lấy ra xem. Lấy ra xem có đẹp không? Nhìn nó ra đẹp mà phải cho hai con này, hai con cái này nó ra chú khắt để nó mới xem được. Chú thật thế mà có cái tụi em ấy à?
Con này hơn 2 triệu đấy, không mua được đâu. Ô, lục bè xương. Lạ nộp trứng nè. Mơ cầu. Ý bè á. Có lợi chứ đây à. Đấy, thế là sẽ chốt 2 cặp dê này các bác ạ. À. Thì có một con này sắp 2 cặp này thì sẽ về để cho anh Phong anh ấy nuôi. Thắc lại thì thắc nữa. Không biết là hai con này đang chửa hay không nữa. Chắc là chưa chửa đâu đúng không anh? Con này trước chưa được lứa nào đâu nhỉ con này. Nên lèo chứ ta nó lục bên này. Nên lèo nhà luôn. Được rồi. Thế lấy con này lấy cầm đi anh Phong ơi. Lấy à. Con bảo anh ấy cho lên lồng hộ. Vâng. Anh dắt hộ em cho vào cái lồng kia. Lên xe hộ cho. Lên xe đi. Vâng, dắt đi cho. Thanh niên này là không đi được. Rồi đi theo đi. Bảo chỉ xe mới biết chứ. Cho bao nhiêu? Cho 250. Để hỏi quan trắng là xem nào chú ơi. Vâng. Thế là lúc đầu bảo 6 triệu thì 5 triệu, 5 triệu 6 vẫn bán nhỉ. Bước một con 200 nghìn. Đấy. Chứng tỏ là phải đi mua hàng phải biết mặc cả. Vâng. Cái thứ này anh làm kem rồi. Không là bị thiệt đấy nhỉ. Vâng. Cho anh. Cái đường dây đấy một tí bộ. Để em xử lý cho. Cho xuống dưới nó lại bê lên lắm nặng. Hai người lại không bê được. Dê này có ăn cỏ không anh? Dê này là dê cỏ mà. À. Một tí hỏi con trắng kia xem trước kia nào. Dưới một tí để cả. Con bé bên kia đến làm dây gióng này nhỉ? À. Hơn triệu nếu lấy, nếu bán lấy con kia. Đấy, tí sẽ cho anh ấy tự trở về luôn các bác ạ. Một con này, hai con này về thì nhìn nó cao to này chắc khả năng nó phải đẻ được 2 con cơ. Đấy. Cái đấy là đi buộc xem con. Mang về để chăm tốt vào nhá anh Phong nhá. Vâng. Cái dây này nhá. Lồng của anh có nhốt được 2 con này không? Ừ, 3 con còn được. Cái lồng này nó là do em anh nhốt thì anh phải nhốt từng bố con. À. Bây giờ sẽ chở 2 con này về các bác ạ. Và chuyển tiền cho anh này đã. Quay đầu ở đây luôn à? Cái này phải đi từ từ nhá, không nó lật đấy. Rồi, lấy mic đó, lấy mic cho em đó. Mic đâu rồi? À đây rồi. Thôi anh em mình cùng về nhé. Ờ, được rồi, anh về trước nhá, về đi. Xong rồi làm cái chuồng nhá, tí em lên kiểm tra. Vâng, tầm đi nhà anh đi chở tấm lập chắc là tầm tối. Ờ, rồi, đi. Các bác anh chị là hiện tại là cháu Hiền đang có mặt ở nhà anh Phong rồi các bác ạ. Sáng nay thì anh Quyền cũng có cùng anh Phong đi mua dê. Thì sáng nay là anh Phong cũng có chở dê vào rồi. Còn anh Quyền là chiều nay là có chút việc bận phải đi. Vì vậy nên là cháu phải tự một mình lên đây. Và
Con dê lấy đi đâu rồi anh? Anh lấy về đi thả rồi à? Vâng, lấy đi bên kia thôi. Ở bên kia à? Vâng. Đấy, hiện tại là anh Phong đi chở cái tấm lợp này về để làm cái chuồng ấy. Cô bác, cái chuồng là được lợp xong nữa là coi như là hoàn thiện rồi. Bao nhiêu tấm anh? Tấm lợp lấy mấy tấm? Em lấy 10 tấm em ạ. 10 tấm à? Vâng. Chở ra hết rồi đúng không? Vâng, hết rồi. Này à, một phát là 4 chuyến, à 4 tấm cho hết gì? Vâng. Ôi, giỏi rồi. Bình thường em ạ. Đấy, anh Phong tuy là cái chân đi lại rất là khó khăn của bác, nhưng mà khi mà có cái xe này rồi thì mọi việc hầu như là dễ dàng với anh hơn. Về nhà mấy giờ anh? Đến 9 giờ hay là 10 giờ? 9 giờ 10 giờ cơ à? Vâng. Mua dê xong thì ghê lúa à. Thế là dê ưng không anh? Ừ, bình thường. Dê nuôi chắc nuôi được. Nuôi được à? Vâng. Để gặp em chồng hơn như con mông phân rồi. Nghe nè. Dê cơ cơ. Đi bờ nữa, bùa phá bình nè. Anh cũng không đi đâu làm xa được, thì ở nhà phát triển kinh tế thôi. Dần dần sau này nó sẽ để ra được nhiều con. May mà gặp chú ấy nhỉ, không rồi chắc phải đi một chuyến nữa nhỉ. Vâng. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đây là bữa nãy. Bây giờ lợp luôn, lợp đến tối sẽ làm thật xong, sống cái này. Cái kia để thưa quá không, cái cây xà kia. Thì cắt ra, lợp xong này cắt ra. Đi làm thôi chị ơi. Vâng. Giờ còn sớm đi tranh thủ làm. Tiếp này hoa lộ. Ông không có ai trông cháu cho à, làm cái này. Cháu... Hôm nay nhà bà ngoại đưa về đây. À, cháu này là con của em trai anh à? Vâng. Không, là gửi nhà bà ngoại à? Vâng. Hôm nay phải gửi sang ông à? Vâng. Hôm nay ông đang phát nương phát kế. À. Phát nương để trồng quế à? Hôm nay nhờ chú này về làm cùng anh. Vâng. Anh đi lại khó khăn thì anh vào đây làm đi, xong là để các chú với cả bác là vận chuyển. Đó, ở nhà cho bà trông ấy, cô ấy. Ông bên này. Cho bà trông ấy, bà không trông được anh. Bà không trông được, cứ ngủ. Các anh chị là anh Phong với các bác đi lại rất là khó khăn, nhưng mà anh cũng rất là chịu khó tàn nhưng mà không phế các bác ạ. Tuy là đi lại rất là khó khăn nhưng mà vẫn cố gắng làm những công việc ở trong gia đình này, xong là kiếm tiền các thứ. Dù là không đi làm xa được nhưng mà những công việc ở trong gia đình, cái gì có thể làm ra tiền, cái gì có thể làm để mà phục vụ trong gia đình ấy các bác, là anh Phong vẫn cố gắng để làm. Hiện tại thì cũng rất là cảm ơn cô bác trong và ngoài nước đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với hai vợ chồng tôi. Hiện tại thì anh Phong cũng đã có một phương tiện để mà đi lại, rồi là mẹ của anh cũng được chữa bệnh. Thank you.
cơm ạ. Uống cà mới ạ, cà mới này. Chồng ơi, chồng. Ôi, khuyên đi. Dưới đây, dưới đây, khuyên đi. Dạ. Thưa các anh chị là hôm nay thì cháu lên đây cũng mong muốn là lên sẽ trao dê cho gia đình anh Nga Phong và xem tình hình làm chuồng dê của anh Nga Phong là đến đâu rồi cô bác ạ. Hiện tại là cái chuồng dê thì chắc là trong chiều nay là xong rồi. Đến nay anh có thể nhốt dê vào trong chuồng được. Vì cái khoản mua dê này là được một chú giấu tên ở dưới Hà Nội tài trợ cho anh Phong là 7 triệu. Thế thì sáng nay anh Quyền với cả anh Phong đi mua dê là trong số 7 triệu đấy. Sáng nay anh Quyền với anh Phong đi mua dê là hết 5 triệu 600 mà anh Phong? Vâng, 5 triệu 600. 5 triệu 600 đúng không? Vâng. Là hai con dê là hết 5 triệu 600 thưa các bác. Thì hiện tại cái số tiền còn lại là còn 1 triệu 400 nghìn. Vì vậy nên là hôm khi mà sáng chiều nay cháu lên đây, anh Phong cũng có nhờ cháu là mua ít thức ăn lên cho gia đình. Và hôm nay em mua thịt cho anh là hết 260 nghìn. Sáng nay ăn phở là 40 nghìn. Đấy thì tổng chi tiêu hiện tại của anh là hết 300 nghìn. Thế thì cái số tiền còn lại là còn 1 triệu 100 nghìn anh nhá. Vâng. Đấy anh ra đây đi, xong là em sẽ trao lại cái số tiền đấy cho anh. Và con dê anh lấy buộc ở đâu ạ? Dưới này em ạ. Dưới này đúng không? Vâng. Tí nữa em sẽ cùng anh đi trao dê lại cho anh để cho các bác cùng theo dõi luôn. Đây là cái số tiền 900, 1 triệu 400. Em cho em gửi nhé. Vâng, em xin cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Thưa các bác anh chị là cái số tiền này là của một chú giấu tên ở dưới Hà Nội tài trợ cho anh để cho anh mua con giống để cho anh phát triển kinh tế. Thế thì hôm nay là em sẽ trao lại cho anh là cả dê và số tiền. Thì chỉ mong sao là anh cố gắng làm sao để chăm sóc tốt cho dê phát triển. Sau này càng ngày dê nhà mình càng nhiều để cho anh có nguồn thu nhập. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia xem dê nhé. Tại vì là sáng nay thì khi mà anh Quyền cùng với anh Phong đi mua dê các bác thì cháu cũng không có đi theo được. Hiện tại là cái thằng cò của cháu là đang ốm, vì vậy nên là hôm nay phải chịu đi theo các bác ạ. Hôm nay là không có ai để trông cả. Có vui không anh Phong? Bây giờ anh rất là vui em ạ, nhưng mà các bác với các cô em giúp đỡ được anh nhiều thì anh vui nhiều của em ạ. Vâng. Bây giờ trong nhà anh thì không có cái gì. Vâng. Thứ nhất là em cũng rất là vui khi mà anh được các bác yêu thương và hỗ trợ anh được nhiều đến như thế. Thứ nhất là được một cái phương tiện để mà giúp đỡ anh đi lại trong cái quá trình đi lại nó dễ dàng hơn. Thứ hai là cũng giúp đỡ được bác là hiện tại là bác đã đi mổ về và về nhà khỏe mạnh rồi. Thứ ba là anh còn được cả các bác hỗ trợ cho anh giúp anh phát triển về kinh tế sau này nữa. Em cũng rất là vui và cũng rất là cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây à, anh dê là ở đây à? Hai con dê, sáng nay mua hai con này. À, sáng nay mua hai con này đúng không? Vâng. Ôi giời ơi, mà thiếu một con được nữa nhỉ? Vâng. 1 triệu, hơn 1 triệu đấy lại không mua được, không đủ rồi. Nếu mà có thể thì anh cứ giữ lại cái số tiền đấy để sau này nếu mà mai mốt nếu mà anh có thêm thì anh sẽ mua thêm một con được nữa. Vâng. Nhân giống nó lên. Hai con này không biết chữa chưa anh? Chắc là chữa đấy con này. Chữa rồi đúng không? Vâng. Đây các bác ạ, đây là hai con dê mà sáng nay anh Quyền với cả anh Phong đi mua. Đẹp nhỉ? Vâng. Hai con này sáng nay mua. Anh khắc tự trở về luôn đúng không? Vâng. Đấy, anh Phong thì hiện tại là đi rất là giỏi rồi các bác ạ. Có thể là tự chở hai con dê này từ dưới huyện về xong rồi về nhà còn khắc tự đi trên cái con đường hiện tại mà cháu Hiển với cả anh Phong đang đứng ở đây. Một lần nữa thì cho cháu Hiển xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị trong và ngoài nước đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với hai vợ chồng cháu trong suốt thời gian qua. Và cho cháu gửi lời cảm ơn đến nhóm sư cô Lâm Đồng đã gửi những tấm lòng của các cô đến với anh Phong để giúp anh Phong có một cái phương tiện đi lại. Thứ hai là nhóm của sư cô cũng có gửi một cái khoản rất là lớn trong quá trình mà đưa mẹ anh Phong đi xuống dưới kia khám bệnh và mổ ở cái u giáp.
cũng rất là cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị trong và ngoài nước đã dành tình cảm, tình yêu thương của các bác đến với gia đình anh Phong. Cái này tao để phế này. Say bố. Say nhá. Một cái sáp này là Phong rồi nã. Đây là Phong quý thế. Thế sao hôm nay không băng rồi anh? Hôm nay đi qua đi rửa không băng. À. Bác sĩ bảo là bây giờ nó đỡ nhiều không cần băng được. Vâng. Nhưng mà phải để ý nhá, nếu mà tay bác mà bẩn thì không sờ lên đâu nhá. Vâng. Đấy, hiện tại là cái tình trạng cái cổ của bác các bác là xẻo cũng đã lành lại rất là nhiều rồi. Bác có thấy khó thở không? Này, bây giờ ấy cát nữa. Thế đấy ra. Ấy á, ấy đi vào coi cả ấy trên cái chiêm phải là. Chín khâu đây bố. Chín khâu xong rồi chín giá nó đều đều không? Chín giá đều đều còn đưa. Trên nào cũng đứng trong cái tiên tầng khác. Mát giá thì có chín bao lâu đây? Cứ đưa vào giá này ạ. Còn giá bao lâu này ạ? Tiên giá. Các anh chị là vừa rồi thì cháu cũng hỏi tình hình sức khỏe của bác mấy hôm nay là như thế nào rồi. Ăn uống về cái ăn uống rồi là thở các thứ là ra làm sao các bác, thì bác cũng bảo là ăn uống thì ăn uống bình thường và thở hiện tại là thở dễ hơn rồi, với cả là ho. Nhưng mà hiện tại là bác ho các bác ạ. Cái tình trạng mà ho sau khi mổ như thế này thì cũng có rất là nhiều cô bác góp ý với vợ chồng cháu rằng là ai cũng ho như thế. Đấy thì con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi. Mấy hôm nay là bác cũng không có đi đâu làm gì, là suốt ngày ở nhà thôi cô bác ạ. Anh Phong cố gắng bảo bác trai giặt chăn cho sạch sẽ nhé. Vâng. Vì cái vết mổ của bác là nó to quá, vì thế nên là chăn các thứ khi mà nó đắp nó có nhiều cái vi khuẩn đây. Vâng. Lâu không giặt đây. Thì phải cố gắng giặt cho bác, là cho bác cố gắng ăn uống đều độ vào. Vâng. Mấy hôm nay bác còn thấy hoa mắt chóng mặt không? Phan Thà Lai à nãy? Phan bố? Nó đầy rồi. Nó đầy rồi. Lớn nhiều. Nó tiếp lịch phần phần. Thế thì chẳng phải là mất mau là lấy phần ạ. Thế chẳng cần thiết lại mà khác khảo ní đấy. Nó khác lại này. Ừ. Hạn chế cho bác nói. Mới cả đi ra ngoài. Vâng. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài nếu mà ở trên này thì được, còn nếu mà xuống dưới kia thì bẩn quá. Vâng. Nhưng mà không cho bác đi lại nhiều. Thế hôm nay thì anh phải cố gắng một chút để một sau trong khoảng một tháng nữa thì cái sẹo của bác nó liền hẳn đấy, thì bác có thể đi làm những công việc nhẹ nhàng. Thưa các anh chị là cái tình hình sức khỏe của bác thì cũng đã ổn định hơn rất là nhiều rồi, nên là các bác cũng yên tâm các bác nhé. Đấy thì một lần nữa thì cháu Hiền cũng xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị trong và ngoài nước trong suốt thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với hai vợ chồng cháu, và rất mong trong thời gian từ tới này và lâu dài thì vẫn sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương của các bác đến với vợ chồng cháu và những tình cảm, tình yêu thương của các bác đến với những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác ạ. Còn bây giờ thì cháu xin phép là kết thúc cái thước phim này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.